Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ trúng số và được cái vận giàu sang trong cái ngày 13 tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão thì nó chính là ngày ngày Tân Dậu Thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây Thưa quý vị, để xét về vận trình tài lộc của một người nào đó để xét về vận trình tiền bạc, để xét về cái cơ may về tiền bạc của một con người thì chúng ta sẽ dựa vào những cái yếu tố phong thủy Đúng không? như là gì người đó đến vận hay chưa được vận hay không vận thì bao gồm có vận thiên tài chính tài đúng không ạ nhưng khi mà tuổi đó mà đến cái vận thiên tài đến cái vận tài lộc thì cái lộc nó đến sẽ nhanh hơn Đấy. bên cạnh đó thì cũng có những cái vận về quý nhân vận về cái tam hợp nhị hợp vân vân thì bên cạnh đó cũng sẽ được cái nhiều người giúp đỡ để công việc nó hanh thông thuận lợi Đấy. thì dựa vào những cái đặc tính đó thì chúng ta sẽ cùng xét xem là trong ngày hôm nay trong ngày hôm nay ngày 13 tháng 2 âm lịch thì những con giáp nào có những cái cơ may về tiền bạc có thể kiếm được nhiều tiền và có cái cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày 13 tháng 2 âm lịch thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì để xét về cái vận trình tài lộc, vận trình về tài lộc của một con người thì chúng ta sẽ xét theo cái hai hai yếu tố. Thứ nhất là gì? Về lộc và thứ hai là gì? Về tài. Tài thì có hai tứ là chính tài và thiên tài. Chính tài là cái những cái công việc là cái thu nhập mà chúng ta làm từ cái công việc chính, chúng ta phải bỏ công bỏ sức làm ra. Còn cái thiên tài này là cái tài nó đến bất ngờ. Thì chúng ta cũng có thể là bỏ công bỏ sức làm ra nhưng mà cái này ấy, thì các cụ có nói là gì làm chơi ăn thật và đôi khi nó còn là một cái cơ may mà cho chúng ta một khoản tiền lớn một cách bất ngờ thậm chí nó còn giàu hơn chúng số ví dụ như là các bạn được gì bỗng dưng lại được chia tài sản được sang tên một cái khu đất một cái lô đất nào đó đấy thì cái trị giá của nó cũng còn hơn là chúng số rất nhiều đấy. thì cái thiên tài và cái lộc nó nói lên những cái điều những điều như vậy nó là những cái lộc nó là những cái khoản tiền mà chúng ta bất cờ nhận được và nó cũng không có một cái giới hạn nào cả thì đó chính là chính là thiên thiên tài không, không những nó không có giới hạn mà nó đến còn rất là nhanh đó nhanh và nhiều và trong cái ngày 13 tháng 2 ấy, chúng ta cùng xét ngày 13 tháng 2 ấy, thì nó chính là ngày ngày Tân Dậu ngày Tân Dậu đúng không ạ ngày Tân Dậu thì chúng ta sẽ có gì thiên can Tân và địa chi là Dậu Đấy. thì để xét về lộc ấy lộc của ngày ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào địa chi của năm sinh những người có địa chi dậu ấy, thì là lộc của những người có thiên can là tân những người thiên can Tân. Dạ, thiên can Tân thì lấy Lộc để dậu đúng không ạ? Vậy nên là những cái người có thiên can Tân bao gồm tuổi sau. Thứ nhất là Tân Sửu là 1961. Thứ hai là Tân Mão là 1951. Tân Tỵ là 1941 hay là 2001. Tân Mùi là 1991. Tân Dậu là 1981 và Tân Hợi là 1971 đó đó là những con giáp mà có thiên can là tân thì tân sửu ấy ngũ hành thuộc gì thuộc thổ ừ. à, tân mão cũng ngũ hành thuộc mộc tân tỵ ngũ hành thuộc kim à, tân mùi là thổ tân dậu là mộc và tân hợi là kim đó thì để xét xem những con giáp này thì con giáp nào may mắn nhất và có cơ hội trúng số đời đời thì chúng ta sẽ xét là những cái thiên những cái tuổi này này thứ nhất là nó phải được ngày sinh cho tức là cái ngũ hành của ngày sinh cho thứ hai là gì nó phải tỷ hòa hoặc là bằng với ngũ hành của ngày và thứ ba là gì nó phải khắc được cái ngũ hành của ngày tức là cái tuổi này có ngũ hành khắc được ngũ hành của ngày thì cái ngũ hành của ngày ấy ngày tân dậu nó là gì nó là mộc nó là tăng đối mộc đấy thì ngũ hành của nó là mộc thì mộc sẽ sinh cho gì mộc sinh cho hỏa vậy nên là những người mà có ngũ hành thuộc hỏa thì là ưu tiên số 1 đầu tiên may mắn thứ hai là ngũ hành mộc thì tỉ hòa với mộc vậy nên là cái những người có ngũ hành thuộc mộc thì sẽ là ưu tiên số 2 và kim ấy kim để khắc được mộc đúng không kim để khắc được mộc vị trí là những người mà có ngũ hành thuộc kim thì là ưu tiên số 3 đó thì xét theo những người có thiên can tân đó. lấy lọc tại dậu Đấy. thì chúng ta có này những người tân sửu thì ngũ hành thuộc thổ ừ. tuổi tân mão và tân dậu thì ngũ hành thuộc mộc và gì tân tỵ và tân hợi thì ngũ hành thuộc kim như vậy là gì trong cái những người tuổi tân này, này, thì không có người nào là thuộc hỏa đây chúng ta xét đến cái yếu tố thứ hai là thuộc mộc loại thuộc mộc thì có những người sinh năm 1951 là tân mão và 1981 là tuổi tân dậu thì là ngũ hành thuộc thuộc mộc đúng không ạ như vậy là gì những người 1981 là tân dậu sẽ là may mắn số 1 sau đó đến người 1951 là những người tuổi tân mão sẽ là số 2 tiếp theo chúng ta xét những người mệnh kim mệnh kim mà chúng ta có tân tỵ và tân hợi đúng không ạ tân tỵ và tân hợi thì tân hợi sẽ là may mắn thứ ba tân tỵ là may mắn thứ thứ tư đó đó là bốn con giáp may mắn đầu tiên được lọc trong cái ngày 13 tháng 2 âm lịch là ngày là ngày tân dậu đó tiếp theo thứ hai ta xét đó là những người mà có vận thiên tài những người có vận thiên tài đúng không ạ thiên tài ấy thì chúng ta xét về thiên can của của ngày thiên can của ngày là tân đúng không ạ tân mà gặp gì tân mà gặp đinh đinh mà gặp tân ấy, thì là thiên tài như vậy chúng ta sẽ xét về những người có thiên can đinh không? thì những người có thiên can đinh mà gặp thiên can tân thì sẽ là thiên tài những người có thiên can đinh thì chúng ta sẽ có những tuổi sau đinh sửu là 1997 Đúng không? đinh mão là 1987 đinh mùi à, đinh tỵ là 1977 đinh mùi là 1967 đinh dậu là 1957 và đinh hợi là 1947 đó. Đó là 6 tuổi của những người thiên can đinh mà gặp được cái vận thiên tài, vận thiên tài trong cái ngày 13 tháng 2 âm lịch. Đó. Thì tuổi đinh sửu ấy ngũ hành thuộc gì? Thuộc thủy. Đinh mão là hỏa. Đinh tỵ là thổ. Đinh mùi là thủy. Đinh dậu là hỏa và đinh hợi thì là thổ. Đó. Vị trí là chúng ta cũng xét tương tự những người mà những tuổi nào mà được ngũ hành của ngày sinh cho ấy, thì là ưu tiên số 1. Những người nào có ngũ hành tỷ hòa với ngũ hành của ngày thì là ưu tiên số 2. Và những người nào mà khắc được cái ngũ hành của ngày thì là ưu tiên số 3. Như vậy là ngày này ngày tân dậu ngũ hành thuộc mộc, mộc thì gì? Sinh cho hỏa. Vị trí là những người mà có ngũ hành thuộc hỏa thì sẽ là những người may mắn nhất. Thì bao gồm những người đinh dậu là tuổi may mắn đầu tiên. Sau đó là đến gì? Đến đinh mão là 1987 là may mắn thứ hai. Tiếp đến những người có ngũ hành thuộc mộc, mộc thì trong những tuổi này thì không có những tuổi nào thuộc mộc thứ ba là những người cũng hành thuộc kim thuộc kim thì cũng không có đúng không ạ cũng không có không có không hành thuộc kim vậy nên là gì trong cái những cái tuổi mà được cái vận thiên tài ấy, thì chúng ta chỉ có tuổi một là tuổi đinh dậu hay là tuổi tuổi đinh mão là được cái vận về gì lộc trời cho à, thưa quý vị như quý vị đã biết ấy, nếu mà những ai mà đã xem trên kênh của tôi ấy, thì cũng đều biết là gì mỗi một cái địa chi ấy, thì nó đều có một cái thiên can ẩn tàng thì tương tự như những các tuổi khác thì tuổi dậu nó cũng có địa chi ẩn tàng là gì là tân Đấy. Thì ngoài cái tân dậu này này, tân dậu là là con giáp. Ngoài cái tân dậu là cái thiên can của ngày. Đấy thì trong địa chi dậu nó cũng ẩn tàng một cái thiên can tân nữa. Và những người tuổi tân này này thì cũng bị gì? Bị đinh khắc thì nó cũng là gì? Là thiên tài. Như vậy là gì? Những người có thiên can đinh này này thì sẽ có cơ hội may mắn hơn những người khác. Nó là x hai lần nhân hai lần. Đó, về cái vận thiên tài. Vậy là những tuổi này thì cũng rất dễ có cơ hội là gặp được nhiều cái vận may mắn nhiều cái may mắn về vận tài lộc về vận tiền bạc trong cái ngày 13 tháng 2 âm lịch đó thì cả hai cái lộc thì nó cũng đều là gì đều là tiền bạc và gì tài thì nó cũng đều là tiền bạc nhưng mà hai cái này nó sẽ được tính khác nhau vậy nên là những cái con giáp tuổi tân tuổi tân và tuổi và tuổi đinh trong ngày 13 tháng 2 âm lịch là những người cực kỳ may mắn trong đó may mắn đầu tiên thì sẽ phải nói những người sinh năm 1981 là tân dậu thứ hai là 1951 là tân mão Thứ ba là 1971 là Tân Hợi và thứ tư là 1941 hoặc là 2001 là tuổi Tân Tân Tỵ. Thứ năm là những người sinh năm 1957 là Đinh Dậu và thứ sáu là những người sinh năm 1987 là Đinh Mão. Đó. Đó là những cái con giáp may mắn được cái vận trời ban, được cái vận thiên tài, được cái vận tài lộc trong cái ngày 13 tháng 2 lịch. Nếu mà quý vị và các bạn thuộc một trong những con giáp kể trên thì cuối ngày các bạn có thể comment lại cái kết quả của ngày của mình xem có đúng là mình đã gặp nhiều cái may mắn được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác hay không đó đó là những chia sẻ của tôi về cái lá số tử vi của những con giáp dễ trúng số trong cái ngày 13 tháng 2 âm lịch tức là ngày ngày tân dậu cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo của chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo xin cảm ơn